quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Khẳng định chưa vội có con, nhưng vợ chồng Trấn Thành đã khoe cuộc sống tập sự làm bố mẹ đàn nhóc tì rồi đây. Nhìn vào cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của vợ chồng Trấn Thành Harry sau 4 năm kết hôn, chắc hẳn nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Sau hơn 4 năm chính thức về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Trấn Thành Harry được công chúng rất mực quan tâm. Mới đây Trấn Thành cũng lên tiếng tiết lộ lý do hiện tại cả hai vẫn chưa có ý định sinh con đầu lòng. Nam MC cho biết hiện tại hai vợ chồng còn trẻ nên định dành 1-2 năm tiếp tục vui chơi và tận hưởng cuộc sống trước khi bắt đầu một thiên chức mới. Đúng như ông xã Harry chia sẻ, cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng đình đám vương bích này tràn ngập những điều thú vị bất ngờ. Chưa vội sinh con, Trấn Thành Harry đã tập sự làm bố mẹ của một đàn chó mèo tại nhà. Nhìn cách nam MC chăm sóc ân cần cho từng bé thú cưng, nhiều người tin tưởng rằng anh sẽ là một ông bố tuyệt vời trong tương lai. Còn Harry Won không phải áp lực làm dâu như nhiều người khác, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống được gia đình chồng yêu chiều hết mực. Trong những ngày nghỉ dịch, người người nhà nhà thi nhau vào bếp trổ tài nấu nướng, riêng Trấn Thành vẫn rất thoải mái mua đồ ngoài hàng để ăn, để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Chưa vội sinh con, vợ chồng Trấn Thành dành thời gian tập sự làm bố mẹ của một đàn thú cưng. Nhìn cách Trấn Thành chăm sóc cho thú cưng, nhiều người cho rằng anh sẽ là một ông bố tuyệt vời trong tương lai. Trong những ngày nghỉ dịch, hai vợ chồng dành thời gian bên nhau. Harry Won không phải vào bếp nấu nướng, Trấn Thành sẵn sàng vào bếp hoặc ăn đồ ngoài hàng để vợ được nghỉ ngơi. Những bữa ăn không quá cầu kỳ trong những ngày nghỉ dịch của Trấn Thành và Harry. Trước đó, Harry Trấn Thành cũng thường xuyên ăn uống ở ngoài để có thể dành cho nhau nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trấn Thành còn sẵn sàng vào bếp nấu ăn cho vợ. Trong những ngày ở nhà tránh dịch, niềm vui của vợ chồng Trấn Thành chỉ là cùng ăn ngon và giảm cân. Mặc dù đã cưới nhau 4 năm, nhưng vợ chồng Harry Trấn Thành vẫn luôn cho nhau bất ngờ trong dịp đặc biệt. Không khó để bắt gặp những hình ảnh tình tứ của cặp vợ chồng Trấn Thành Harry trong các chuyến du lịch nước ngoài. Mặc dù có công việc riêng rất bận rộn, tuy nhiên Trấn Thành cũng không ngại đến trường quay và quan sát vợ làm việc lúc được trống lịch. Con cái là duyên trời định, Harry thực sự hạnh phúc khi có người chồng tâm lý và hết mực thương yêu vợ như Trấn Thành. Hồng Vân kể chuyện anh Vũ về báo mộng chờ đón Mai Phương đi cùng. Theo câu chuyện về giấc mơ ly kỳ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, cố nghệ sĩ anh Vũ chưa muốn rời đi vì có tâm nguyện chờ đón Mai Phương theo cùng. Gần một tuần kể từ ngày diễn viên Mai Phương buông tay cõi trần sau hơn 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, làng giải trí Việt vẫn phủ màu u ám, tiếc thương cho người nghệ sĩ vắng số. Là một trong những đàn chị chứng kiến sự trưởng thành của Mai Phương trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã vô cùng suy sụp và thương tiếc. Đám tang không càng trống của nữ diễn viên Mai Phương. Mới đây trong một buổi livestream tâm sự với khán giả, Hồng Vân đã chia sẻ câu chuyện ly kỳ về một giấc mơ của chị khi cố nghệ sĩ anh Vũ về báo mộng, nói rằng đã gặp được và sẽ chờ đón Mai Phương đi. Giấc mơ sẽ đến từ thời điểm tháng 8 năm ngoái, tức là 4 tháng sau khi anh Vũ mất. Cụ thể, khi chị em gặp lại trong mơ, Hồng Vân đã hỏi sao Vũ chưa đi hả, thì nhận được câu trả lời của cố danh hài như sau: em chưa có đi được chị ơi, em báo cho chị biết nè, em sắp gặp được Mai Phương rồi đó. Lời đáp của anh Vũ khiến Hồng Vân rùng mình sợ hãi, bởi vào thời điểm đó tháng 8 năm ngoái, Mai Phương đã khỏe lại đôi chút do hợp thầy hợp thuốc trong quá trình điều trị ung thư phổi tại bệnh viện. Lúc đó ai cũng nghĩ Mai Phương sẽ vượt qua. Hồng Vân buồn bã nhớ lại, chị không ngờ hiện tại ngồi ngẫm, giấc mơ này trùng khớp 100%. Hồng Vân sau đó không dám kể lại cho ai nghe ngoài những tên tuổi gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Anh Vũ về gặp Hồng Vân báo mộng sắp được gặp Mai Phương rồi, trùng hợp một cách lạ lùng, chỉ sau đó một thời gian ngắn Mai Phương đột ngột qua đời. Hồng Vân tin anh Vũ đã đón Mai Phương ở bên kia thế giới. Chưa kể nữ diễn viên mất vào ngày dương là 28 tháng 3, chỉ ít ngày trước giỗ đầu dương lịch của anh Vũ là 1 tháng 4. Sau chuỗi những giấc mơ lại, Hồng Vân thấy dường như anh Vũ rất muốn đi tìm Mai Phương vì sinh thời anh Vũ rất thương Mai Phương, thương dữ lắm. Nghệ sĩ gạo cội xót xa khi nhớ lại hai người đàn em thân thiết. Hồng Vân kể tiếp, sau khi Mai Phương mất rồi đêm 31 tháng 3, có cô bé nói với Vân rằng cô ấy mơ thấy Mai Phương về nhưng Phương buồn khóc hoài và nói không vào nhà được. Tới 1 tháng 4, Hồng Vân liên lạc với Hoài Linh. Linh làm lễ hỏi Phương đang ở đâu thì Phương đáp đang ở 67/8, Bành Văn Trân, quận Tân Bình nhưng không vô nhà được, cứ đứng ngoài cửa. Sự việc này khiến Hồng Vân giật mình và có điều gì đó cứ thôi thúc chị đi tìm đáp án. Cuối cùng sau khi dò hỏi thì được biết đây là căn nhà Mai Phương từng thuê ở một thời gian. Thông tin này được cung cấp bởi vú nuôi chăm sóc La Vi, con gái của Mai Phương,
Nói đến đây, Hồng Vân tiết lộ tất cả các nghệ sĩ, gồm chị Ốc Thanh Vân và Hoài Linh đều nổi da gà. Theo Hồng Vân, dường như Mai Phương còn nhiều điều băn khoăn dây dứt nơi cõi trần mà cô chưa thực hiện được. Điều này càng khiến chị thêm thương cảm với người đồng nghiệp quá cố. Trước đó, Hồng Vân từng chia sẻ hình ảnh đi viếng thăm mộ của nghệ sĩ Anh Vũ và dặn dò anh tìm gặp che chở cho Mai Phương. Rất may chiều nay đã lên được mộ của em, mang cho em một số món ăn mà em yêu thích. Nhẹ lòng cứ lầm rầm dặn dò em phải tìm gặp bằng được Mai Phương, bảo vệ và chở che cho Phương, trách phụ nghe thấy. Còn lại việc của bọn chị là bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho La Vi. Hai anh em cứ yên tâm dắt tay nhau lên thiên đàng nhé. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là một trong những tiền bối chứng kiến sự trưởng thành trong nghề diễn của Mai Phương. Chị cũng là người thường xuyên qua lại thăm nom chăm sóc và kêu gọi ủng hộ Mai Phương, tiền chạy chữa thuốc men trong suốt thời gian bạo bệnh. Mai Phương đột ngột qua đời khiến Hồng Vân đau lòng và càng thêm nhớ một người em thân thiết khác là cố nghệ sĩ Anh Vũ. Cuộc sống của con gái Mai Phương bên vú nuôi từ khi còn nhỏ. Cặp chị em song sinh chăm sóc La Vi từ lúc còn nhỏ nên tình cảm rất thân thiết, chẳng khác nào những người ruột thịt trong gia đình. Sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương để lại nỗi buồn khôn xiết cho người thân, bạn bè và tất cả những khán giả mến mộ cô. Trong đó, người chịu mất mát có lẽ là La Vi, con gái Mai Phương. Sự hồn nhiên ánh mắt ngây thơ của La Vi trong đám tang mẹ, khi nhìn thi hài mẹ lần cuối khiến ai nấy đều xót xa. Điều mà mọi người không ngừng lo lắng và liên tục bàn tán trong những ngày qua, đó là ai sẽ chăm sóc bé La Vi. Hiện tại, theo thông tin được biết thì Phùng Ngọc Huy đang chờ hết dịch bệnh, cũng như chuẩn bị giấy tờ để giành quyền nuôi bé. Bé La Vi hiện tại cũng không ở với ông bà ngoại, mà ở cùng với người đã giúp đỡ nuôi bé từ năm 2 tuổi. Đây là chia sẻ của nữ ca sĩ Đăng Kim, bạn gái hiện tại của Phùng Ngọc Huy. Trước đó, bạn của Mai Phương từng chia sẻ rằng lúc Mai Phương phát bệnh, thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn giặt giũ, đưa đón con đi học. Đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo. Về di chúc, ban đầu Phương di nguyện là để con lại cho hai bạn song sinh giúp hỗ trợ. Sau đó dự định sẽ ký giấy từ con để nhờ sư cô tìm gia đình nào đó để nhận nuôi ở Mỹ và cho La Vi đi nước ngoài khi Phương mất. Có thể thấy ngoài Ốc Thanh Vân thân thiết thì cặp song sinh chăm sóc Mai Phương cũng rất hay được nhắc tới. Và theo như tìm hiểu, cặp song sinh này rất thân thiết với Mai Phương cũng như bé La Vi. Trên Facebook có rất nhiều ảnh vui vẻ thân thiết cùng nhau. Từ bé La Vi đã được hai người này chăm sóc, cho ăn ngủ, đưa đi chơi, đi du lịch, tình cảm gắn bó như ruột thịt. Thậm chí trong bài viết tri ân với những người yêu mến bé La Vi, Ốc Thanh Vân cũng đề cập tới hai người này. Cô viết: cảm ơn hai cô Mi Châu và Mi Châu, tên Facebook nhân vật đã thay ông bà và ba mẹ chăm sóc con suốt thời gian qua. Hai chị em bé Mi chăm La Vi từ khi bé còn nhỏ. Đây chính là hai người đã giúp Mai Phương chăm sóc La Vi từ nhỏ. Mai Phương rất quý mến, thân thiết và tin tưởng hai người này. Thậm chí nữ diễn viên còn dự định viết di chúc cho hai người này nuôi bé La Vi. Trên trang cá nhân của hai vú nuôi có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên La Vi. Mọi hoạt động của La Vi đều được hai người này chăm lo chu đáo. Nhiều khoảnh khắc đáng yêu của La Vi từ bé được chia sẻ. Bé La Vi cũng rất thân thiết với hai người vú nuôi này. Vì gắn bó lâu nên hai người vú coi La Vi như con của chính mình. Từng bước đi chập chững hay những ngày đầu đi học, La Vi đều được vú nuôi săn sóc chu đáo. Hiện tại rất nhiều người quan tâm và muốn nuôi bé La Vi. Nói gót Ngô Thanh Vân, Lý Hải về lịch chiếu phim, trả lại ngân hàng muốn cắn lưỡi. Đạo diễn Lý Hải cho biết dự án Lật Mặt 48 giờ sẽ dời lịch chiếu đến Tết Nguyên Đán 2021 vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, buộc các nhà làm phim phải dừng rút đứa con của mình khỏi lịch phát hành dự kiến. Mới nhất, nam diễn viên đạo diễn Lý Hải đã thông báo chính thức trên fanpage về chuyện dời ngày khởi chiếu bộ phim Lật Mặt 48 giờ đến Tết Nguyên Đán 2021 thay vì dịp lễ 30 tháng 4 năm nay theo như kế hoạch ban đầu. Đại diện nhà sản xuất Lật Mặt 48 giờ chia sẻ, quyết định dời lịch chiếu hẳn sẽ ít nhiều gây tổn thất với đoàn làm phim và sự nóng lòng chờ mong của khán giả. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết, sự an toàn và sức khỏe của khán giả là điều quan trọng với chúng tôi. Đoàn làm phim sẽ chung tay cùng cộng đồng hạn chế tụ tập đông người để đẩy lùi và ngăn ngừa Covid-19. Nói thêm về những khó khăn khi phải dời lịch chiếu, Lý Hải cho hay: chỉ riêng chuyện mình vay vốn ngân hàng mà ngâm trong đó không biết khi nào mới thu hồi, nhưng hàng tháng vẫn đóng tiền lời là muốn cắn lưỡi rồi.
Nhưng tình hình này thì chỉ biết ngồi chờ thôi, không còn cách nào khác. Lật Mặt 48 giờ do chính Lý Hải chấp bút kịch bản, đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây là phần 5 của series Lật Mặt và cũng là bộ phim đầu tiên Lý Hải khai thác bối cảnh miền Tây. Bộ phim thuộc thể loại hành động hài với sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm, Huỳnh Đông, Mạc Văn Khoa, Lê Hà Anh. Vậy là dù chỉ mới qua 3 tháng đầu 2019, nhưng cuộc chiến mùa phim Tết 2020 nóng hừng hực với hai đối thủ rất sừng sỏ là Lật Mặt 5 của Lý Hải và Trạng Tý của Ngô Thanh Vân. Trước đó, ekip của Đại Nữ đã quyết định dời lịch chiếu phim Trạng Tý từ dịp 30 tháng 4 này sang mùa 1 Tết Tân Sửu 2021. Trạng Tý là dự án đầu tiên được đầu tư với mức kinh phí lớn nhất từ trước đến nay do Phan Gia Nhật Linh, Em Là Bà Nội Của Anh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đạo diễn. Đoàn phim Trạng Tý mất gần 2 năm để phát triển kịch bản từ bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt đang trong giai đoạn hậu kỳ tỉ mỉ. Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cho biết, chúng tôi rất khó khăn đưa ra quyết định dời ngày công chiếu của phim lần này. Việc chọn lựa ngày khởi chiếu mới khá so với hiện tại là một việc làm nhiều thử thách rủi ro. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết phải làm để đảm bảo cho bộ phim có được thời gian đến với khán giả phù hợp nhất. Trong giai đoạn dịch bệnh như hiện tại, việc phối hợp cùng cơ quan chức năng và làm đúng theo chỉ thị của các cấp chính quyền, hạn chế tụ tập đông người, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan là yếu tố ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.